Mỹ Thuận là một xã cửa ngõ của huyện Tân Sơn, là một vùng đất đặc trưng nổi bật với vẻ đẹp hùng vĩ vùng núi, nơi đa phần dân cư là dân tộc Mường sinh sống. Người Mường, một trong những dân tộc có truyền thống văn hóa lâu đời ở Việt Nam, nổi bật với các trang phục truyền thống đầy màu sắc và tinh tế. Trang phục của người Mường không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa văn hóa của cộng đồng người Mường Việt Nam. Trang phục truyền thống của người phụ nữ Mường